Good morning, Trilim xin trân trọng chào các bạn thân mến. Hôm nay Trilim tiếp tục giới thiệu các bạn một cái khu chợ cổ xưa ở Melbourne, Australia. Các bạn thân mến, khu chợ cổ xưa ở Melbourne là một cái khu chợ mà tất cả các hàng hóa, nông sản, thực phẩm và tất cả các những cái thực phẩm về tươi sống, hải sản v.v. là đa phần là những đặc sản từ nước Úc và các nước trên thế giới. Đặc biệt những khu thực phẩm của chợ cổ xưa thì cái hàng hóa về nông sản thực phẩm của Á Châu thì không có nhiều các bạn ạ. Đa số là hàng nông sản thực phẩm của Úc và tất cả các nước châu Âu, vì đây là những cái chợ truyền thống của người Úc chuyên bản địa. Từ đầu sơ khai đất nước này thì các sức dân trên thế giới đến từ Hy Lạp, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, Trung Đông và tất cả các nước châu Mỹ Latin cũng như gần đây thì Á Châu mình. Nhưng mà khu chợ truyền thống thì đa phần là các hàng hóa về thực phẩm của Úc các bạn. Các bạn nhìn thấy trước mắt đây là những cái giá cả, những cái cửa hàng về củ quả các bạn ha. Đây là các hành tây nè và tất cả các loại là táo, lê vân vân. Ở Úc nông sản thực phẩm mạnh nhất là trái cây là về táo các bạn, và thứ hai nữa là nho, là những cái hàng mạnh nhất của nước Úc, vì nước Úc quá rộng, mong manh và bao la. Do đó thực phẩm về trái cây, táo với lê, nho là những cái sản phẩm rất nhiều của Úc. Đây các bạn thấy là cửa hàng gạo các bạn. Gạo ở đây là gạo các nước trên thế giới có mặt ở đây luôn các bạn nhé. Gạo của Ấn Độ nè, của các nước Á Châu, gạo và gạo của Úc. Bây giờ các bạn thấy đây là các cửa hàng thực phẩm về đồ đông lạnh đó các bạn. Các bạn nhìn thấy trong tủ lạnh này, các bạn thấy những cái format, những cái chi bơ của các nước Greece, Thổ, Hy Lạp. Bây giờ đây là các bạn thấy nhìn là dầu ô liu các bạn. Dầu ô liu người ta bán cả thùng và tượng cả những thùng lớn đó, cho các nhà hàng hoặc là những cái nhà đông người người ta mua. Các bạn thấy là đây là cửa hàng này á, chợ này á, có rất nhiều đặc sản của các nước châu Âu các bạn nhé. Đây các bạn thấy bơ nè, bơ phô mát của nhiều nước, nước Greece, nước Thổ Nhĩ Kỳ, nước Ý, nước Hy Lạp và các nước Trung Đông. Bơ ở đây rất nhiều loại bơ phô mát, bơ sữa các bạn nhé, của các cả các nước Âu Châu. Khi người ta chúng ta muốn thưởng thức đặc sản của cái nước nào trên thế giới thì ở đây thực lòng mà nói là nó nguyên chất luôn các bạn, bởi vì người ở nước Úc là nó đa văn hóa, nhiều nước trên thế giới, do đó những thực phẩm này, thực phẩm đặc sản của những cái nước đó có bán nhập từ về nước Úc các bạn. Do đó khi hàng hóa mua ở đây tức là nguyên chính thức của các nước, không có pha trộn các bạn nhé. Đa phần ở các chợ của truyền thống thì các bạn thấy trái cây chính là cái lãnh địa nhiều nhất ở đây là táo, táo và nho. Các bạn thấy là cái các quầy hàng bày bán đa phần trái cây là táo và nho và tất cả các loại trái cây khác như strawberry vân vân. Bên cạnh đây các bạn thấy những trái lê và những trái bơm và những trái lâm các bạn. Dưa hấu thì đây là phổ biến, nước nào cũng có. Qua các bạn thấy bây giờ đây là những hàng thanh long thì này thỉnh thoảng là từ ở nước Á Châu, thỉnh thoảng cũng có nhập đây. Các bạn thấy đây là những cái thịt hun khô các bạn nhé, của các nước Ý, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Đức, Pháp vân vân. Đây là những cái format này rất đặc biệt và rất ngon các bạn. Đây là những cái loại format này, các bạn muốn thưởng thức format và của nước nào thì các bạn mua thưởng thức. Và các cái loại thịt nguội mình nói là thịt hun khô các bạn, của các nước Âu Châu thì người ta dùng rất là nhiều. Qua đây là một cái quầy hàng kế tiếp là trái cây và các trong đồ đông lạnh ở trong tủ lạnh các bạn.
Đây là các bạn nhìn thấy trái những cái trái bí bí đầy đây, cũng rất là thích thú cho những người nấu súp. Bây giờ khu này là trứng các bạn nhé, khu này bán trứng rất là nhiều. Nói chung chợ truyền thống ở Úc là đa số người ta bán những cái mặt hàng của Úc Châu và những nước châu Âu là chính. Trừ khi các chợ Á Châu của mình, khu chợ Á Châu của mình, khu người Việt á, thì người ta mình thấy bán rất nhiều hàng hóa của người Á Châu, đặc biệt của người Việt Nam mình. Nhưng mà chợ truyền thống ở Úc là ở đây người ta bán đặc sản đa số về thực phẩm, như mình thấy là phô mát là truyền thống của người châu Âu các bạn, tức là phô mát của Đức, phô mai, chi vân vân, thậm chí những cái thực phẩm làm bằng sữa các bạn, rất độc đáo và có nhiều cái mùi vị khác nhau. Và nó là cái loại phô mát ở đây rất độc đáo, ăn vô nó có những cái tổng hợp những cái gia vị, như là nó độ béo chua, nó độ ngọt mặn vân vân, nó rất là mình không thể diễn tả hết. Nhưng mà uống bia thì với cái loại này thì đặc biệt lắm các bạn ạ. Đây là một chợ truyền thống của người Úc mà mình muốn giới thiệu với các bạn, để các bạn thấy rằng ở Úc á, có hai cái loại chợ truyền thống cổ xưa của Úc là chuyên bán những mặt hàng truyền thống của Úc và các nước Âu Châu, và còn chợ cũng khu vực chợ Á Châu của mình á, như những khu vực người Việt mình trước đây thì đi lên để giới thiệu các bạn là nào tất cả các nhà hàng hóa Việt Nam mình nhập vô Úc, cửa hàng Á Châu rất là nhiều. Nhưng mà ở cửa hàng của chợ của truyền thống của Úc á, thì cái lượng hàng Á Châu tương đối ít các bạn. Các bạn thấy đây là những cửa hàng này nó bán những cái loại mì các bạn, những loại mì của Ý, của Thổ Nhĩ Kỳ, của Đức, của Pháp, của Trung Đông vân vân. Đặc biệt đây là đây người ta bán những cái hành tây và khoai tây bằng một bịch khoảng 10 kg các bạn nhé. Bởi vì nhà đông con thì người ta ăn chủ yếu là khoai tây và bánh mì. Thì đây là nơi bán những bán một khoai tây bằng bịch các bạn. Các bạn nhìn thấy đây là cái chỗ bán các đặc sản đông lạnh như là mì của tất cả các nước trên thế giới. Các bạn đây thấy thân mến, các đây trong tủ lạnh này á là các bạn thấy có pizza các bạn. Pizza này có nhiều cái nước trên thế giới ở đây các bạn nhé, pizza của Ý, của Pháp, của Thổ Nhĩ Kỳ vân vân. Và ở đây là có những cái món như là cheeseburger, các bạn thấy người ta đã cắt sẵn những cái phần như vậy á, thì người ta ăn với bánh mì rất là đặc biệt. Đặc biệt bánh mì của người Thổ và các người Rít các bạn, nó mềm lắm, nó không có phải giòn cứng như bánh mì Việt Nam, như Việt người Nam chúng ta. Bánh mì của châu Âu loại đó rất là mềm các bạn. Đây các bạn nhìn thấy, quan sát kỹ trong này không thiếu món gì cả hả? Tức là các hàng bơ sữa này, các làng thực phẩm về bằng sữa các bạn. Đây là cửa hàng những loại kem đó các bạn, kem cây, kem hộp, kem tất cả các loại kem trên thế giới ở đây. Và nói đến đặc sản của Úc thì loại bò sữa cung cấp kem và làm những cái loại kem rất đặc biệt các bạn. Đây là cá hàng đông lạnh các bạn, đây là tôm, cua hay là những cái dịch vụ hải sản đông lạnh các bạn trên thế giới đều có mặt ở đây. Đều có những cái loại như là ở đây chúng ta nhìn thấy có tôm nè, và nhìn thấy tất cả các loại nhẫm xà các bạn. Các bạn mua về thì chỉ việc bỏ vô hấp và đã ra một cái món nhẫm xà ở gia đình rồi. Vì ở nước phương Tây á, thì cái lĩnh vực mà nấu nướng ở nhà thì sau khi đi làm về thì các bạn trẻ rất là mệt mỏi, do đó thường thường mua những cái đồ đông lạnh này và người ta về hấp chế biến lại rất là nhanh, do đó tạo ra những bữa ăn cũng rất hấp dẫn các bạn. Các bạn thấy đây là cái khu vực mà bán về những cái đặc sản về bánh pizza của tất cả các nước trên thế giới các bạn nhé, rồi tất cả các loại nhẫm xà và chúng ta có thể chế biến. Đây các bạn thấy cửa hàng này, cửa hàng xúc xích nè, rất nhiều loại xúc xích và của tất cả các nước.
Nhìn các mặt hàng ở đây là đa dạng các mặt hàng của người châu Âu là nhiều các bạn nhé. Và thỉnh thoảng thì cũng có hàng hóa Á Châu nhưng mà tương đối ít. Các bạn nhìn thấy đây là những cái loại thịt nướng các bạn người ta đóng hải sản đóng gói để bỏ trong đây. Đó các bạn thấy là hải sản này tươi hải sản này đông lạnh rất nhiều loại của các nước trên thế giới có bán ở đây. Cửa hàng chợ về cổ xưa của người Úc thì các bạn thấy có những món đa số là châu Âu. Các bạn thấy đa những loại bánh mì của các nước trên thế giới các bạn thấy những cái ổ bánh mì như cái gói ở đây á, tức là bánh mì này của Thổ Nhĩ Kỳ các bạn loại này ăn cũng rất là ngon. Sau khi các bạn qua nhìn thấy đây là những cái nơi bán về bí đó các bạn khoảng 1 đô la một ký tức là khoảng 16.000 tiền Việt mình một ký người ta bán tỏa các bạn ơi, rất nhiều cái dịch vụ ở đây. Nói chung trong khu chợ truyền thống cổ xưa thì người ta vẫn đưa ra những cái trưng bày thì nó tính cách đơn giản không phải như trong một cái siêu thị mà để có những cái như bắt mắt người khách hàng. Ở đây người ta đưa ra những cái rất là đơn giản trình bày cũng đơn giản chúng ta thích món nào thì chúng ta mua món đó. Nè. Khu vực này về gạo các bạn ạ. Nhìn tổng thể bên kia tức là những cái cửa hàng bán về những loại thịt như ốc như là thịt cừu, thịt nai, thịt kangaroo, thịt thỏ và tất cả loại thịt về cừu là chủ yếu các bạn. Đây ở phía ngoài thì có người ta bán cây kiển đó các bạn. Và các bạn nhìn thấy mặt hàng chủ đạo về trái cây của Úc là táo và nho. Táo và nho là hai mặt hàng chủ đạo nhất của nước Úc. Về nho thì ở Úc người ta sản xuất ra rượu nho rất là nổi tiếng trên thế giới vì nước Úc quá rộng mong manh và đó có nhiều cái nông trại nho rất rộng lớn do đó người ta chế biến rượu nho rất nhiều. Đây là cửa hàng thịt các bạn nhé, người ta bán tất cả các loại thịt về như thịt cừu, thịt nai, thịt kangaroo, heo, bò, gà là tất cả đều có ở bên cửa hàng thịt. Bên góc bên cạnh này là cửa hàng trái cây đó các bạn. Các bạn thân mến thì ở đây thì cửa hàng nông sản chợ truyền thống thì người ta đưa ra những cái món hàng với cái tính cách địa phương và mang cái tính cách trình bày ở chợ không phải như ở siêu thị mà nó có những cái bắt mắt. Ở đây người ta chỉ đưa ra những cái chất lượng hàng hóa như thế và chất lượng như thế thì các bạn đơn giản như vậy và chỉ đó mua và chúng ta cân ký và trả tiền. Bên kia là cửa hàng thịt gà nhé, thịt bò, thịt heo, thịt vịt được các bạn á. Các bạn thấy thì ở đây giá cả người ta được niêm yết rất rõ ràng và đầy đủ các bạn. Người ta mua món gì á thì người ta tính toán muốn khẩu phần mua bao nhiêu thì chúng ta cứ thế mà mua. Ở Úc thì chúng ta cũng có thể có dịp như tham quan nhiều cái ngôi chợ khác nhau các bạn nhé. Ngôi chợ mà hiện đại tức là những cái ở trong siêu thị á thì nói chung nó cái tầm cỡ thế giới và bắt mắt tiêu chuẩn của thế giới là rất hiện đại. Còn những khu chợ truyền thống như thế này thì người ta bày bán một cách rất là đơn giản ra những cái quầy hàng như thế này bày ra trước mắt các bạn thích món nào thì chọn lựa. Còn những hàng trong những siêu thị người ta đã chọn lựa kỹ rồi thì chúng ta cái phần chọn lựa thì chúng ta cũng ít cần quan tâm bởi vì ở đây là ở chợ do đó những cái trái cây người ta đưa ra một lố như thế này thì từ A đến Z thì cũng chúng ta muốn chọn quả nào thì tùy. Còn ở siêu thị thì người ta đã chọn sẵn rồi loại nào size A, size B gì đó thì nó có sẵn thì chúng ta chỉ tính theo kilo mà thôi. Còn ở đây thì chúng ta có quyền lựa chọn những cái trái nào mình thích. Đây là nho nho đó các bạn ha, nho nào màu đen
nho đỏ mà nho màu vàng nữa. Các bạn thấy chủ đạo ở Úc thêm nữa là loại cam các bạn, cam cũng quá nhiều. Phải nói là mình không hiểu tại sao cam ở Úc ta là của châu Âu thì nó luôn luôn là cái màu nó vàng đó quá, còn cam của quê mình thì thường thường đa số là màu xanh cam sành. Các bạn thấy trái cây quá dồi dào và phong phú các bạn ha. Các bạn thấy lê nè, táo nè, táo đỏ nè, táo xanh nè, táo vừa đỏ vừa xanh nè. Các bạn thấy táo và xanh nguyên tra chắc nè, rất là nhiều các bạn ha. Mặt hàng táo là chủ đạo của các chợ ở Úc trong cái lúc là chợ trái cây. Người ta cũng ở đây là các bạn thấy dưa leo nè, đậu đậu ve và những cái loại đậu để mà nấu canh chua cũng có nhiều loại lắm các bạn. Các bạn thấy chợ truyền thống có một cái nét văn hóa đơn giản ha, bày bán từng mặt hàng như thế thì từ lớn đến nhỏ các bạn muốn size nào thì chọn size đó. Ở đây cũng là dưa leo mà là cọng nhỏ các bạn. Các bạn thấy đây là củ quả, đây là tươi sống của vùng ven của ngõ thành phố Mỹ Bình và các nơi trên nước Úc, người ta đã vận chuyển về đây. Đây là gọi là trái hồng các bạn, trái hồng giòn đó các bạn. Bên đây là bên cạnh là dưa leo, 5 đồng một ký các bạn ơi. Các bạn thân mến, Trilim cũng xin giới thiệu qua với các bạn ngôi chợ truyền thống cổ xưa ở Úc rất đơn giản và bình dị. Đặc sản của những ngôi chợ này là những hàng hóa ở Úc và Âu Châu là chính. Và những mặt hàng bày quán ở đây rất là đơn giản và người ta có thể lựa chọn bất cứ những cái nào mà chúng ta thích. Đến bây giờ Trilin xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi những video clip của Trilin trong thời gian qua cũng như sau này. Mong các bạn nhớ share và subscribe đăng ký kênh cho Trilin nhé, và giới thiệu các bạn bè của mình cùng đi xem với những video clip của Trilin và coi như một chuyến đi du lịch Úc các bạn nhé. Một lần nữa Trilin xin thân chào các bạn, chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Trilin xin hẹn gặp lại với các bạn trong những video clip sắp tới. Xin trân trọng thân chào các bạn thân mến.